Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chủ trì phiên họp. Kính thưa Quốc hội. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gửi Quốc hội báo cáo về công tác của Viện trưởng tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau đây là báo cáo tóm tắt nội dung chính như sau. Một là một số tình hình liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát. A. Tình hình tội phạm, khiếu kiện hành chính và tranh chấp dân sự. Năm 2022, tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên trong lĩnh vực trật tự xã hội đã xảy ra một số vụ án giết người thân, giết nhiều người, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, xuất hiện những thủ đoạn phạm tội mới có sử dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin gây tác động trên phạm vi rộng. Tội phạm kinh tế nổi lên các sai phạm trong các lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tài chính, y tế, giáo dục, phòng chống dịch bệnh, v.v. Ngành kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh phát hiện khởi tố mới 81.756 vụ án hình sự, giảm 4,9% so với năm 2021. Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường giảm 7,6%, tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,9%, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, tổ chức đánh bạc và tội phạm ma túy xảy ra nhiều với quy mô rất lớn. Tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng nhiều nhất 37,6%. Đáng lưu ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn, gây bất bình trong dư luận xã hội. Toàn ngành đã kiểm soát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 9.020 vụ án hành chính, tăng 11%, 416.990 vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, tăng 2,2%. Nội dung các vụ việc hành chính chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, các vụ việc khác liên quan đến hợp đồng, vay tài sản, quyền sử dụng đất, hôn nhân và gia đình. Một số khó khăn thách thức đối với ngành kiểm sát. Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, nhất là đối với số loại tội phạm mới phát hiện khởi tố, điều tra liên quan đến thị trường chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, tội phạm tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nhưng quy định của pháp luật trong các lĩnh vực này còn chưa hoàn thiện, vẫn còn một số bất cập. Khiếu kiện hành chính tiếp tục tăng, nhất là liên quan đến đất đai, các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều. Hiện nay, theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tố tụng hình sự 2021, thì công an cấp xã được thực hiện một số hoạt động trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nhưng bộ máy ngành kiểm sát chỉ bố trí đến 705 đơn vị hành chính cấp huyện, nay phát sinh thêm nhiệm vụ trên địa bàn hơn 10.000 công an cấp xã sẽ là áp lực lớn cho ngành kiểm sát. Theo luật định, kiểm sát viên luôn phải đồng hành với điều tra viên trong quá trình điều tra tội phạm. Nhưng hiện nay biên chế giữa điều tra viên ngành công an và kiểm sát viên chênh lệch khá lớn đã tạo áp lực trong thực hiện nhiệm vụ. Về môi trường tính chất công việc, về cơ bản là như nhau, nhưng chế độ chính sách của kiểm sát viên, điều tra viên của ngành kiểm sát lại khác biệt, chênh lệch khá lớn với điều tra viên của ngành công an và quân đội là một bất cập hiện nay. Hai là công tác chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Một, Viện trưởng đã sớm ban hành chỉ thị công tác năm 2022 với 4 mục tiêu lớn, 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cấp mình phụ trách, yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, gắn công tác xây dựng đơn vị, xây dựng ngành với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, yêu cầu tính nêu gương, trách nhiệm và bản lĩnh trong công tác lãnh đạo quản lý trong tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cấp. Hai là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát các cấp, bảo đảm hiệu lực hiệu quả, thực hiện công tác luân chuyển điều động, việc phái lãnh đạo quản lý, xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ quản lý Viện Kiểm sát các cấp thông qua việc phân công giao nhiệm vụ mới là những lĩnh vực khâu công tác quan trọng hoặc quản lý địa bàn khó khăn phức tạp để thử thách đào tạo một cách toàn diện, chú trọng việc lựa chọn người đứng đầu các cấp kiểm sát, đảm bảo chọn người theo việc có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức chính trị để vừa đáp ứng được yêu cầu công việc, vừa tạo sự lan tỏa là tấm gương cho người xung quanh học tập nói theo, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác để đảm bảo phòng ngừa, phòng chống suy thoái, trì trệ tiêu cực và bảo vệ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Ba là xác định chống quan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành. Viện trưởng đã chỉ đạo tập trung kiểm soát, điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực,
nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa, thực hiện nghiêm nguyên tắc suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, án tại hồ sơ không được suy diễn, chứng cứ đến đâu xử lý đến đấy, cẩn trọng không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, tạo điều kiện cho người vi phạm khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo ban hành các quy chế, quy định, quy trình về nghiệp vụ và nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn chuyên sâu, yêu cầu thủ trưởng kiểm sát các cấp tăng cường chỉ đạo kiến nghị các cơ quan tổ chức liên quan để phòng ngừa vi phạm tội phạm, nâng cao chất lượng kháng nghị, đảm bảo chặt chẽ, thuyết phục. 4 là yêu cầu viện trưởng viện kiểm sát cấp cao cấp tỉnh huyện phải trực tiếp chịu trách nhiệm tác song phương và đa phương, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng năm đoàn kết Việt Nam Lào và tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế tương trợ tư pháp về hình sự với một số nước theo kế hoạch đã đề ra. 3 là một số kết quả công tác cụ thể trong năm 2022. Một là toàn ngành đã kiểm sát tiếp nhận giải quyết 148.478 nguồn tin về tội phạm, tăng 2,8%, và ban hành 117.673 văn bản yêu cầu cơ quan điều tra kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm, tăng 7,2%. Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm 1.617 cuộc tại cơ quan điều tra, tăng 23,2%. Yêu cầu khởi tố 560 vụ án, ra quyết định hủy 94 quyết định không khởi tố vụ án, quyết định khởi tố vụ án không đúng pháp luật, trực tiếp ra 18 quyết định khởi tố vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 114.060 vụ trên 181.298 bị can, tăng 3,2% số bị can. Ban hành 82.050 yêu cầu điều tra, trực tiếp tham gia lấy lời khai 41.637 người, trực tiếp hỏi cung 31.412 bị can, không phê chuẩn 432 lệnh quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, hủy 589 quyết định tạm giữ, 23 quyết định tạm đình chỉ vụ án không đúng pháp luật của cơ quan điều tra. Số vụ án truy tố đúng thời hạn đạt 100%, vượt 10%, và số bị can truy tố đúng tội danh đạt 99,99%, vượt 4,99%. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 93.015 vụ trên 175.853 bị cáo, tăng 4,7% về số vụ và 11,1% về số bị cáo. Thông qua công tác kiểm sát xét xử đã phát hiện nhiều vi phạm và đã ban hành 875 kháng nghị phúc thẩm được hội đồng xét xử chấp nhận, đạt tỷ lệ 75,5%, vượt 5,5%. Ban hành 132 kháng nghị giám đốc thẩm tái thẩm được hội đồng xét xử chấp nhận 77,6%, vượt 2,6%. Công tác cơ quan điều tra kiểm sát tối cao có nhiều tiến bộ, tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội đạt 75,4%, vượt 5,4%, và tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,9%, vượt 1,9%. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 82,6%, tăng 23% so với cùng kỳ và vượt 22,6% so với chỉ tiêu quốc hội được giao. 2 là tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Toàn ngành đã kiểm sát giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm 12.049 vụ án hành chính, tăng 9,7%, và 434.824 vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, tăng 2,2%. Số lượng kháng nghị phúc thẩm án hành chính tăng 58,6%, án dân sự tăng 16,1%. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự và kháng nghị giám đốc thẩm án hành chính được hội đồng xét xử chấp nhận vượt chỉ tiêu của Quốc hội đã ban hành 16.913 kháng nghị kiến nghị yêu cầu khắc phục phòng ngừa vi phạm và tội phạm, tăng 7,8%. Chất lượng kháng nghị được bảo đảm, tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận là 99,6% vượt chỉ tiêu của Quốc hội. 3 là ngành kiểm sát đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự và đã được Quốc hội thông qua, chủ trì phối hợp với các bộ ngành xây dựng 11 thông tin liên tịch, 19 nghị định, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp do Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng năm 2045. 4 là năm 2022, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Và gần đây đã khởi tố điều tra nhiều vụ án đặc biệt lớn, có quy mô khối lượng công việc lớn với tính chất phức tạp,
là áp lực quá lớn đối đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên hiện nay. Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ phối hợp quan tâm chỉ đạo đảm bảo điều tra truy tố và đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, đúng tiến độ theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu. 4 là một số tồn tại hạn chế. Quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, ngành kiểm sát luôn tổ chức thực hiện đúng yêu cầu mà các nghị quyết Quốc hội đặt ra và hạn chế tối đa việc để xảy ra oan sai. Tuy nhiên, còn một số ít chỉ tiêu chưa đạt nổi lên như là tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính và kháng nghị giám đốc thẩm án dân sự chưa chấp nhận còn thấp, được chấp nhận còn thấp. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra, kiểm sát tối cao còn chưa cao. Tuy các tồn tại hạn chế này chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng ngành kiểm sát sẽ hết sức quan trọng trong việc chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới. 5. Một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. 1. Là tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Viện Kiểm sát trong hoạt động khởi tố, điều tra truy tố xét xử, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, đặc biệt ưu tiên chỉ đạo giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. 2. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành trong kiểm sát hoạt động tư pháp, tích cực chủ động kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm và cơ quan hữu quan để loại trừ các nguyên nhân, các điều kiện làm phát sinh tội phạm. 3. Là thực hiện nghiêm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan hữu quan hướng dẫn thi hành các đạo luật về tư pháp, tăng cường hướng dẫn giải đáp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành. 4. Là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, coi trọng công tác cán bộ và tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên, người đứng đầu các cấp kiểm sát cả về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và tính nêu gương, tăng cường công tác luân chuyển, điều động biệt phái cán bộ lãnh đạo quản lý để rèn luyện thử thách cán bộ, đào tạo toàn diện cán bộ đáp ứng yêu cầu một người biết nhiều việc, chuyên sâu một hai việc, khắc phục tình trạng ở quá lâu tại một vị trí, lĩnh vực công tác để phòng ngừa tiêu cực. 5. Là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành và nâng cao chất lượng các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, đẩy mạnh việc đàm phán ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho kiểm sát viên. 6. Là kiến nghị. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trân trọng kiến nghị Quốc hội một số nội dung như sau. 1. Xem xét chỉ đạo rà soát và kịp thời ban hành, bổ sung điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu kỷ cương, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đầy đủ và có hành lang pháp lý an toàn, hạn chế rủi ro cho người thực hiện để đảm bảo năng động sáng tạo nhằm tạo động lực phát triển đất nước. 2. Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách xử lý hình sự, đảm bảo yêu cầu vừa nghiêm trị vừa khoan hồng theo hướng xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu, có động cơ vụ lợi để răn đe giáo dục chung, đồng thời văn hóa tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng thất thoát, bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống tội phạm vừa có trọng tâm trọng điểm, có răn đe giáo dục vừa nhân văn thuyết phục. Hiện nay trong thực tế, cán bộ vi phạm pháp luật không chỉ là tội phạm tham nhũng mà còn nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế chức vụ nhưng không có yếu tố vụ lợi, cụ thể như điều 219 Bộ luật hình sự 2015 về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và điều 360 Bộ luật hình sự 2015 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nên trong chính sách hình sự chúng ta cần phân định có chính sách xử lý nghiêm minh, nghiêm trị nhưng mà cũng khoan hồng để phân hóa như trên sẽ hiệu quả và thuyết phục. Đồng thời xem xét nghiên cứu xây dựng luật đạo đức để nhằm góp phần tốt hơn trong phòng ngừa vi phạm pháp luật. 3. Là chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền phối hợp nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định về chế định kiểm sát tố tụng dân sự công ích, dân sự công, tố tụng hành chính công trong bộ luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hành chính, mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án, xác định rõ trách nhiệm thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân trong việc khởi kiện bảo vệ lợi ích công cũng như xâm phạm trong các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, dược phẩm, an toàn thực phẩm và quyền cũng như lợi ích của người có công, nhân dân. 4. Là tăng cường sự chỉ đạo giám sát của Quốc hội đối với các bộ ngành hữu quan trong việc xây dựng pháp luật, giải thích hướng dẫn các áp dụng thống nhất những quy định pháp luật còn vướng mắc trong nhận thức giữa các cơ quan tư pháp. 5. Là đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng căn cứ vào nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế để giao dự toán chi thường xuyên phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù của ngành kiểm sát nhân dân là thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và trực tiếp điều tra tội phạm. Vì bởi tính chất công việc tương đồng như nhau nhưng cơ quan điều tra của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đều được hưởng chế độ kinh phí chi thực tế. 6. Là đề nghị Quốc hội xem xét có cơ chế
cho phép các cơ quan tư pháp sử dụng kinh phí từ nguồn thu qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để bổ sung kinh phí đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác của Viện trưởng Kiểm sát tối cao, kính trình Quốc hội.